sau trận hòa không bằng thắng với Thụy Điển ở loạt đấu thứ nhất, Tây Ban Nha bước vào loạt đấu thứ hai gặp đội tuyển Ba Lan. Đội cũng vừa thất thủ trước Slovakia với tỷ số 1-2 ở vòng đấu trước. Ở loạt trận thứ hai của bảng E này, trận đấu trước Thụy Điển đã có chiến thắng sắc nút trước Slovakia với tỷ số 1-0, qua đó tạm dẫn đầu bảng E. 2 giờ sáng nay trên sân vận động của thành phố Sevilla, Tây Ban Nha gặp Ba Lan. Tây Ban Nha nhập cuộc và không giấu giếm ý đồ kiếm trộn 3 điểm ở trận đấu này và họ đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 25 do công của Mudata. Kết thúc hiệp 1, Tây Ban Nha tạm dẫn Ba Lan với tỷ số 1-0. Đáng tiếc là cuối hiệp 1 Lewandowski đã bỏ lỡ cơ hội sang bằng tỷ số cho Ba Lan. Hiệp 2, Tây Ban Nha cũng bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Vào lúc 23 giờ đêm nay, ở bảng A sẽ diễn ra loạt trận thứ ba. Ý gặp Sugen trong tư thế Ý đã vào vòng 1-8 và Thụy Sĩ gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Các bạn nhớ nhấn đăng ký theo dõi kênh để cập nhật tin tức bóng đá mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.